Hà Nội, các nhà hàng, quán ăn sẵn sàng đón khách quốc tế. Bình yên xóm ké. Indonesia xem xét nối lại chương trình thị thực đến Bali. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin văn hóa du lịch của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị, đại diện công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng cho biết, thời gian tới một số hãng bay đã có kế hoạch mở lại chặng bay giữa Singapore-Hàn Quốc với Đà Nẵng. Việc này sẽ giúp du lịch Đà Nẵng khởi sắc trở lại. Nắm bắt cơ hội đó, hàng loạt doanh nghiệp du lịch, các khu nghỉ dưỡng, du lịch ở Đà Nẵng đã chuẩn bị nhân lực, trang hoàng lại khuôn viên để đón khách tham quan. Thành phố Đà Nẵng cũng đang tập trung khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm, chủ động, thích ứng, linh hoạt và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ngành du lịch. Mục tiêu cho năm nay là ngành du lịch thành phố phấn đấu tổng lượng khách lưu trú, dự kiến đạt 3,5 triệu lượt, tăng 3 lần so với ước thực hiện năm 2021, đạt 1,3 lần so với năm 2020. Vào 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay 25 tháng 2, chuyến bay thẳng thương mại thường lệ chặng Hà Nội-Frankfurt do Bamboo Airways khai thác đã cất cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, chính thức khai trương đường bay thương mại thường lệ kết nối Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức. Đây cũng là đường bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên tới châu Âu mà hãng này khai thác trong năm nay, mở ra cơ hội phục hồi giao thương, phát triển du lịch trong dịch bệnh. Chuyến bay QH73 của Bamboo Airways đón những hành khách đầu tiên trên tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Thời gian đầu, hãng sẽ khai thác đường bay thẳng thường lệ Hà Nội-Frankfurt với tần suất 2 chuyến một tuần, sau đó nâng dần tần suất lên theo nhu cầu thị trường. Rất là hồi hộp và coi như là mong muốn một điều tốt đẹp cho hãng bay mới hôm nay bắt đầu mới khởi hành. Bộ em rất là vui, vậy là được về quê ăn Tết xong lại được sang mình tiếp tục công việc của mình. Việc thiết lập đường bay thẳng thường lệ tới Frankfurt cho phép Bamboo Airways tiếp cận cửa ngõ để kết nối với khu vực châu Âu rộng lớn, bên cạnh các thị trường khác như Cộng hòa Séc, Anh, Pháp, đồng thời kết nối châu Âu tới các quốc gia ở khu vực châu Á, Đông Nam Á với điểm trung chuyển là Việt Nam. Chúng tôi thực hiện chiến lược về mở đường bay thẳng Hà Nội-Frankfurt cũng như sắp tới sẽ mở thêm các cái đường bay khác từ Việt Nam sang Đức và từ Việt Nam sang châu Âu. Đây là thời cơ rất tốt để các hãng hàng không Việt chiếm lĩnh và mở rộng thị trường kinh doanh của mình. Đây là một cố gắng nỗ lực rất lớn của các hãng không của chúng ta sau một thời gian hết sức khó khăn. Hiện nay các cửa ngõ vào châu Âu lớn nhất của châu Âu thì chúng ta cũng đã tham gia hết, như là London Anh, như là Paris Pháp, như là Frankfurt của Đức. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái cầu nối rất tốt không chỉ với Đức mà toàn bộ châu Âu. Việc triển khai các chuyến bay thẳng này là động lực cho các hãng hàng không Việt tiếp tục hiện thực hóa lộ trình phát triển và hồi phục lại mạng bay quốc tế, tạo đà phục hồi kinh tế, du lịch nhanh chóng. Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Đây được xem là cơ hội vàng để ngành du lịch vực dậy sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Khi mốc thời gian chính thức mở cửa đón khách quốc tế đang đến gần, các nhà hàng quán ăn tại Hà Nội đã lên phương án đổi mới hình thức phục vụ để sẵn sàng đón đầu lượng khách quốc tế trong thời gian tới. Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, nhà hàng này gần 2 năm chưa đón khách quốc tế. Khi biết tin 15 tháng 3 sẽ mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế, ngoài việc đổi mới cơ sở vật chất, nhà hàng đã bổ sung thêm nhiều món ăn mang đậm chất thuần Việt vào thực đơn để phục vụ du khách. Nhằm đảm bảo giãn cách phòng chống dịch, nhà hàng cũng đã kê các bàn cách nhau gần 1 mét và giữa hai bàn có một bàn trống có tấm vách ngăn. Trước cửa ra vào có quét mã QR, nước sát khuẩn và máy đo thân nhiệt. Nhận được tin từ ngày 15 tháng 3 thì sẽ được mở lại đường bay quốc tế. Thì nhà hàng cũng đang tích cực triển khai một số các kế hoạch để đón lại các cái khách du lịch quốc tế, như là chuẩn bị các cái thực đơn cho khách du lịch. Và đặc biệt hơn nữa là sẽ là có đào tạo nhân viên, các bạn sẽ có những cái kỹ năng cũng như là cách để phục vụ khách một cách tốt nhất. Hơn 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, hầu hết các nhà hàng, quán ăn đều phải đóng cửa, hàng trăm cơ sở trả mặt bằng, giao bán. Khi ngành du lịch khởi động lại từ cuối năm 2021, các nhà hàng cũng từng bước phục hồi hoạt động. Tuy nhiên, đối với một số hàng quán nằm trong phố cổ Hà Nội, nơi khách quốc tế được xem là nguồn thu chủ đạo,
thì việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ 15 tháng 3 tới đây mới là tín hiệu đáng mừng. Vui háo hức và đồng thời tất cả không những là bản thân tôi làm chủ và tất cả các cháu nhân viên bếp, nhà hàng, nhân viên đều hoàn toàn rất là vui mừng và tiếp tục phục vụ khách quốc tế về Việt Nam và khách Việt Nam. Theo Tổng cục Du lịch, năm 2022, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng cục Du lịch cũng đã đề xuất đơn giản hóa nhiều quy định như khôi phục lại các chính sách về thị thực nhập cảnh cho khách quốc tế đã thực hiện từ trước năm 2020, bao gồm cấp thị thực điện tử, miễn thị thực đơn phương cho 13 nước, song phương với 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, ngành du lịch đang tích cực đề xuất thêm nhiều quốc gia công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Cho đến thời điểm này, như thông tin mới nhất chúng tôi nhận được thì mới chỉ có 14 các quốc gia trên thế giới thì công nhận cái giấy chứng nhận tiêm chủng của vaccine của Việt Nam. Và nếu mà chúng ta mà vẫn bị hạn chế bởi vì cái giấy chứng nhận tiêm chủng này thì cái việc tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc hoạt động du lịch đi ra nước ngoài hay hoạt động du lịch outbound thì nó sẽ bị hạn chế. Và nếu cái hoạt động du lịch đi ra outbound mà hạn chế thì nó sẽ mất cân bằng trong cái quá trình thực hiện các cái chuyến bay quốc tế. Việc chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 là cơ hội vàng để Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng. Song để đạt được hiệu quả, không chỉ các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú mà các nhà hàng, quán ăn cũng cần tích cực hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới phương thức phục vụ, quảng bá nhiều món ăn đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, hàng loạt phường xã trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, trong đó có karaoke. Theo đó, căn cứ vào cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hạ Long, UBND các xã phường Hồng Hà, Hồng Hải, Cao Xanh, Hùng Thắng chỉ đạo từ 20 giờ ngày 23 tháng 2 tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động lễ hội, tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp, phòng tập gym, yoga. Đối với các nhà hàng ăn uống chỉ được bán mang về, tại chợ thực hiện giãn cách và đảm bảo cao nhất các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Từ một vùng làm nông nghiệp thuần túy, người dân chỉ biết đến nương rẫy ruộng vườn. Sau khoảng 10 năm, xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã trở thành một cái tên thân thuộc với dân du lịch khi đến với Hòa Bình. Đây là địa điểm tham quan thú vị được nhiều người lựa chọn vào cuối tuần. Nằm ven hồ Hòa Bình, xóm Ké thuộc xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có lợi thế rất lớn về phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Đây là nơi cư trú của phần lớn đồng bào dân tộc Mường, nên vẫn còn bảo lưu được nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây. Bản thân những người dân ở đây cũng nhận thức rất rõ về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, vì họ hiểu rằng đó không chỉ đơn giản là nguồn cội mà còn là tương lai của dân tộc mình. Thì chúng tôi cũng mong là được đón khách và đem đến cho khách những trải nghiệm về những cái mà nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa của người Mường. Thì ở đây chúng tôi là cũng còn có những ngôi nhà cổ để cho khách đến tham quan trải nghiệm và chụp ảnh làm kỷ niệm. Chính quyền xã Hiền Lương cũng khuyến khích người dân tận dụng những ưu thế về vị trí địa lý cùng cảnh quan vùng hồ để phát triển du lịch. Xóm hiện có 3 hộ làm homestay trong dự án du lịch cộng đồng Đà Bắc với không gian nhà sàn đặc trưng của người Mường, gồm các homestay Hữu Thảo, Sánh Thuấn, Sắc Luyến và một số công trình khác đang xây dựng và chuẩn bị triển khai đón khách. Tôi bắt đầu kinh doanh về du lịch cộng đồng thì thực hiện từ năm 2014, có được tham gia cùng một tổ chức phi chính phủ, họ có hỗ trợ về các mảng tư vấn và quảng cáo và hỗ trợ mình làm homestay trong thời gian đầu. Cái điều mong muốn nhất của tôi khi bắt đầu làm homestay là sẽ được tìm hiểu lại các nét văn hóa của người Mường mà ngày xưa các cụ di chuyển lòng hồ mà có thể là sẽ bị mai một, và tôi cũng là những người thế hệ lớp trẻ cũng phải tìm hiểu lại văn hóa đấy và sẽ để khơi dựng lại cái nền văn hóa đấy để quảng bá và giới thiệu với đến tất cả các bạn bè trên đất nước và các du khách nước ngoài. Phát triển du lịch thì song song với việc giữ gìn và phát huy cái nét đẹp bản sắc dân tộc. Bởi vì du khách đến thì người ta chủ yếu là trải nghiệm những cái sản phẩm đặc sản của địa phương và đặc biệt là về cái nét văn hóa của dân tộc. Cho nên là chúng tôi luôn tuyên truyền người dân và đặc biệt các hộ làm homestay
Và chúng tôi có một nghị quyết về phát triển du lịch, và trong đó là nhấn mạnh về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, ví dụ như những làn điệu của người Mường, những váy áo của người Mường, người Dao và một số những cái lễ hội của người Mường. Đến nay, các mô hình du lịch cộng đồng tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc đã có những thành công nhất định, góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống, góp phần khôi phục, bảo tồn, phát huy các nét đẹp văn hóa thiên nhiên của địa phương. Với cảnh quan yên bình, Xóm Ké là địa điểm thích hợp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lòng hồ từ trên cao và khám phá núi rừng kỳ vĩ, giao lưu với những người dân thân thiện, mến khách. Nhưng đến với Hòa Bình này đúng thực sự nó cũng có rất nhiều cái cảnh đẹp mới và nó mang tính chất là sinh thái. Đặc biệt là có cái thủy điện Hòa Bình, cái diện tích lòng hồ đây rất là sạch sẽ và thoáng mát. Du lịch sinh thái vùng lòng hồ Hòa Bình cũng thúc đẩy nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ phát triển. Đây thật sự là hướng đi đúng đắn của Hòa Bình nói chung và Hiền Lương nói riêng trên con đường đổi mới. Trong phần tiếp theo của chương trình, khánh thành nhà văn hóa không gian văn hóa đọc cộng đồng. Indonesia xem xét nối lại chương trình thị thực đến Bali. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định dừng không tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên điều chỉnh quy mô các hoạt động diễu hành đường phố, hoạt động bắn pháo hoa nổ trong lễ khai mạc và các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao và các hoạt động thể thao trải nghiệm, đồng thời điều chỉnh quy mô hoạt động không gian văn hóa vùng cao thành hoạt động trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch. Cùng với đó, điều chỉnh nội dung nhiều hoạt động, tiếp tục tổ chức theo kế hoạch các hoạt động tuyên truyền, chương trình khai mạc gồm phần nghi thức lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật không bắn pháo hoa nổ. Cuộc thi ảnh check-in Điện Biên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu ban tổ chức lễ hội Hoa Ban tổ chức triển khai thực hiện lễ hội phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022 vừa công bố thiết kế logo cuộc thi. Theo đó, logo được thiết kế cách điệu từ hình tượng người phụ nữ Việt Nam chân đạp sóng, tay nâng đóa hoa sen, đầu đội vương miện có vầng hào quang, xung quanh là đàn chim yến được kết thành vòng tròn. Toàn bộ logo có màu xanh đầy niềm tin và hy vọng. Màu xanh của logo tượng trưng cho màu của biển đảo Việt Nam. Điểm nhấn logo lần này chính là vương miện với vầng hào quang tỏa sáng trên đầu, mang ý nghĩa hoa hậu không chỉ đẹp về hình thể mà còn có vẻ đẹp về nhân cách trí tuệ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hanki Dowry Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2022. Cuộc thi là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2022 hướng về biển đảo Việt Nam. Sau một thời gian cải tạo nâng cấp, ngày hôm nay, nhà văn hóa không gian văn hóa đọc cộng đồng tại thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chính thức được khánh thành. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Kim Thoa, Giám đốc công ty sách Tân Việt Book cho biết, đây là không gian văn hóa đọc đầu tiên trong hàng trăm các không gian văn hóa đọc thuộc dự án cải tạo, nâng cấp, tích hợp nhà văn hóa cũ thành không gian văn hóa và không gian đọc trong cộng đồng mà Tân Việt Book và các mạnh thường quân sẽ triển khai trên cả nước. Chương trình giúp phát huy được các hiện trạng đã có sẵn, phát huy được công năng sử dụng của nhà văn hóa, tránh lãng phí tài sản của nhà nước, tạo ra địa điểm sinh hoạt cộng đồng cho người dân, đảm bảo đáp ứng được cả hai tiêu chí, chính trị và văn hóa giáo dục. Bản thân tôi cũng là người sinh ra ở cái vùng quê. Thế thì khi đó thì gia đình cũng không có điều kiện. Thế cho nên là từ lớp 1 đến lớp 12 tôi cũng không đọc được một cuốn sách nào khác ngoài sách giáo khoa. Thế cho nên là tôi lấy ở các vùng nông thôn, bởi vì tôi hiểu được rằng là ở vùng nông thôn thì tức là người dân ít có điều kiện để tiếp cận với sách hơn. Là một cái mô hình lại gắn liền với cái không gian văn hóa, tức là các cái nhà văn hóa hoặc là trung tâm văn hóa của thôn, của xã, thì cái đấy là một cái nền tảng rất tốt, bởi vì tận dụng được cái không gian mà chính quyền địa phương đã bố trí cho cái sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Hơn 6.000 đầu sách được đặt ở đây dành cho mọi đối tượng, lứa tuổi với những chủ đề đa dạng, từ sách thiếu nhi, kỹ năng, truyền cảm hứng, văn hóa, chính trị, lịch sử, văn học, kinh tế, từ điển. Sách được chọn lọc từ những nhà xuất bản có uy tín trong nước. Kế hoạch trong năm nay, dự án sẽ phát triển tại khu vực phía Bắc, miền Trung, sau đó sẽ mở rộng tại khu vực miền Nam
với mục tiêu cùng với cả nước, chung tay lan tỏa văn hóa đọc cộng đồng. Trung tâm Văn hóa Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phát động sáng tác ca khúc Thiếu nhi hè 2022 với chủ đề Ước mơ hồng. Theo đó, nhạc sĩ chuyên và không chuyên đang sinh sống công tác tại Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. Tác giả đang công tác và hoạt động trong hệ thống Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao trên địa bàn Hà Nội. Các câu lạc bộ sáng tác thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố và tại cơ sở đều có thể tham gia. Ca khúc tham gia có nội dung thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc của thiếu nhi đối với Đảng, Bác Hồ, ca ngợi công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thể hiện tình cảm của thiếu nhi với quê hương, đất nước, thủ đô, ca ngợi tình yêu gia đình, thầy cô, bạn bè, mái trường và những ước mơ của thế hệ trẻ về tương lai. Bên cạnh đó, ca từ, giai điệu ca khúc phải trong sáng, tươi vui, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Mỗi tác giả tham dự tối đa 3 ca khúc. Tác phẩm dự thi gửi đến phòng nghiệp vụ văn hóa điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Thành phố, số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, từ nay đến hết ngày 10 tháng 4. Tác phẩm có chất lượng tốt sẽ được in tuyển tập và sử dụng trong các phong trào ca hát của thiếu nhi thủ đô. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý. Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia cho biết sẽ xem xét tái kích hoạt chương trình cấp thị thực khi đến ở Bali sau khi hòn đảo này mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế. Theo Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, các doanh nghiệp du lịch đã đề xuất nối lại chương trình thị thực khi đến trong bối cảnh Bali đã tái mở cửa đón du khách quốc tế. Các cơ quan chức năng hiện cũng đang phối hợp điều tra thông tin liên quan đến hoạt động mafia thị thực. Các quan chức cũng cho rằng các sự kiện quốc tế và các sự kiện bên lề hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 được tổ chức tại Bali sẽ giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế và du lịch tại hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng này. Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo và Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia dự kiến cũng sẽ ban hành một quy định chung về cách ly nhập cảnh, đồng thời cho biết thêm rằng một số hãng hàng không quốc tế đã sẵn sàng nối chuyến đến Bali. Số lượng người dân Thụy Sĩ đi nghỉ ở trong nước đã tăng vọt vào năm 2021, giúp ngành du lịch đất nước phục hồi một phần sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Số lượng lưu trú qua đêm tại các khách sạn của người dân địa phương đạt mức kỷ lục 21 triệu lượt vào năm ngoái, tăng 27,9% so với năm đầu tiên của đại dịch, song con số này vẫn thấp hơn 25% so với mức của năm 2019. Mặc dù những tháng đầu mùa hè đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của số lượng khách du lịch nước ngoài. Số lượng khách cả trong nước và nước ngoài giảm dần trong các tháng đóng cửa phòng dịch hồi tháng Giêng và tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2020. Thụy Sĩ đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế về đại dịch vào ngày 17 tháng 2, bao gồm yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận COVID-19 trong các nhà hàng và quán bar, đeo khẩu trang ở mọi nơi, ngoại trừ khi sử dụng các phương tiện công cộng và các biện pháp ảnh hưởng đến nhiều du khách nước ngoài. Sự kiện phát trực tiếp buổi hòa nhạc sắp tới của nhóm nhạc BTS đình đám của Hàn Quốc đã bán gần hết vé chỉ trong nháy mắt. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của BTS diễn ra trực tiếp ở Seoul trong 2 năm qua. Cụ thể, hơn 36.000 vé xem buổi livestream buổi hòa nhạc mang tên BTS Permission to Dance on Stage Seoul của BTS vào ngày 12 tháng 3 đã được bán gần hết chỉ sau vài phút. Các buổi biểu diễn được phát trực tiếp trên màn ảnh rộng tại các cụm rạp của CJCGV, Lotte Cinema và Megabox. Giá mỗi vé là 49.000 won, tương đương $40. Tất cả vé đến nay đã được bán hết sạch. BTS sẽ tổ chức 3 buổi hòa nhạc BTS Permission to Dance on Stage Seoul lần lượt vào các ngày 10, 12 và 13 tháng 3 tại sân vận động Olympic Jamsim ở phía nam Seoul. Đây sẽ là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của nhóm nhạc này tại thủ đô của Hàn Quốc kể từ sau chuyến biểu diễn vòng quanh thế giới vào tháng 10 năm 2019. Mỗi buổi biểu diễn chỉ được phép có tối đa 15.000 khán giả do tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn diễn biến phức tạp. Các trường dạy nhảy samba trên khắp thành phố Rio de Janeiro của Brazil đang tập luyện để sẵn sàng cho buổi lễ diễu hành nhân lễ hội hóa trang Carnival dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 tới. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes hôm qua đã tham dự buổi diễn tập của các trường dạy nhảy samba tại quảng trường Samba Drum để kiểm tra công tác tổ chức của lễ hội. Trái tim của lễ hội đang đập nhanh hơn vì đã rất lâu rồi chúng ta không được tổ chức lễ hội này. Trái tim của chúng ta nhớ đến này, nhớ nguồn năng lượng đến từ lượng khán giả khổng lồ của lễ hội. Lễ hội Carnival Rio de Janeiro năm nay đã bị hoãn đến tháng 4 thay vì tổ chức vào tháng 2 như thông lệ do đại dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh.